玩具来了。那把玩具呗，你一个玩具给我带回去。我们家玩具。我们家玩具了，还做玩具呢？玩具呀，了。那先拿摸给你。我们来摸一。我们来摸的干货来了。把那个干掉了。哦，现在没得得干呀。干呀，再不干了。八斤不干。8.000 một con nữa. Ừ. Thế thì bán cái cháu, cứ bán đi xem được tiền bán cho tiền đấy. Nào, thế để cân nhá. Vâng. Ê, go. Cháu có túi không? À, cháu có túi, đem túi ra cô bóc cho. Túi, cháu phải dùng túi bảo vệ môi trường ý. Chà. Đây. Đây. Mua túi này ở đâu ấy? Đây, một cửa hàng à? À thế à? Hôm nay cô mới nhìn thấy túi này này. Bột ngô đây. Bột ngô đây, túi này. Không dùng cái túi này, không phân hủy. Túi này là tự phân hủy à? Vâng. Anh nhận cho cháu quả túi ngô này. Cô mua tất thì cô bán tất cho. Mua tất á? Ừ. Chứ không có tiền. Uầy, trắng này. Xa. Trắng yếu. Mua làm gì ngu? Mày
mê tin chiều tôi đi xin cho mày vài thùng này không? Hả? À, anh xin được bao nhiêu rồi em mua tất. Ngứa đi tao, chiều của chiều ra ruộng mà xin đây luôn. Ồ kinh đấy. Người ta trồng cho đi. Mày mua bao tiền chỗ này? Người ta trồng. Nhưng mà cái đầy này toàn hàng second hand đây này. Chị cho mấy anh ơi trả lại. Đây, đây này, xin mà được ấy. Cái gì phải mua? Thôi, không ăn thì thôi nhé. Bao tiền? 60.000. Mày không phải điêu, cái lúc nào mày cũng làm cái tròn cái số tiền của mày lên là hết. Tao đưa cho bao nhiêu là mày cũng làm tròn lên hết. Mày không phải điêu, chỗ này tao mua chỉ tầm 10.000 thôi. Nha. Tôi điêu. Hả? 60.000 á. Tiền thừa đâu? 60.000 á. Nè. Thế tiền đâu? Mày cũng bảo hiểm này có giá trị ra. Anh lục được cái gì cho người em cho chắc. Tao nghĩ mày mua cái gì. Đưa đây. À, đưa đây. Đấy. Đấy. Sao đây? Không phải điêu. Đít. Mày mở án lắm. Đưa sai. Nhanh. Nhanh. Tao cứ thấy gì nè. Tao thấy mở án lắm. Đấy. Móc đít ra. Không có. Đưa đây. Móc đít ra. Tao phải sơ thử. Nhanh lên. Không. Giấu tiền ở đâu? Hả? Tiền tiền đâu rồi? Đây này có. Chúng mày mua hết chỗ này thật á? À? Mày mua hết thật á? Đi ra mua à? Em góp được nhiều này à? Em xuống đổi đi. Đổi đi thì nhạc. Bây giờ em đổi những cái chửi cho mặt em. Chửi cái gì đi em? Em có trí diện nè. Trí diện gì? Đi anh phải em xuống đổi em đem, mua. Đi em đổi thịt về đây cho tao. À? Em đổi thịt, thịt. Anh à, ba thịt hôm nay bị ốm rồi. Ốm thì thôi mình biết, đem ra chỗ đấy bán lại. Ba thịt bị ốm rồi. Tao chịu. Thế bây giờ ăn chay à? Hả? Thì ai biết được. Ăn chay à? Hả? Cho ta ăn chay. Mày làm thì người ta thùng không ăn thịt thì chả được ăn không cần biết. Củ à? Không cần biết. Đi. Thì anh thịt gà nấu lẫn thế này. Thịt gà nấu lẫn. Hay là làm dưa gót nhỉ? Dưa gót. Đấy ngon mà. Ừ, lớn lắm thì. Có phải cà đâu mà làm dưa chua. Đây là dưa gót. Dưa gót là dưa gì? Ừ, thôi được, tí nữa tao. À. Tao còn 40 đấy. Em. Mày đi mua thịt đi. Em chẳng có gì nữa. Tao không về em lại bảo là lại tròn 40 à? Đi mua lấy thịt nữa. Không. Đi chưa là ăn chay nhá. Không. Ăn chay nhá. Đi với em chào em bắt con gà. Không chịu là em ăn thịt. Ờ, đi mà thịt. À, đi để ta đi làm thì khó. Anh đi mà làm, em mua rồi đấy. Đen trắng, đen đẹp, đen đấy, phải là đen khi rồi em rồi. Đây, chốt, chốt đi được, đầu đen rồi. Ủa? Xe của em truyền thống. Cái gì? Bất công nông. À ừ nhỉ, quên. Chẳng bất công nông nhưng mà. Ấy. Đây. Nhiều quá. Sơ thôi. Nhà ba lại dứa. Này, chảy râu rồi nhé. Nhìn này, quả này mình mùa này. Chảy râu rồi. Hả? Được gì? Được cái gì? Mấy hôm nữa anh phải đưa xe em đi độ xe ấy. Dứa lại. Bảo dứa ấy. Xe em hỏng hết rồi đấy. Anh cần là phá, anh thấy em nghĩ. Nộm, nộm ngon cực. Làm gì bây giờ mình ấy? Thế tại mày mua ấy. Có tất đồ được không? Mày điền mua ấy. Mày thái đi. Không biết chẳng làm. Thái đi, tí cho thịt gà cho bạn. Anh làm màu xem. Hỏng đâu mà hỏng. Trước. Trước không trước. Thái đi, tí cho thịt gà cho bạn ngu đi. Thì em bảo em biết thịt gì nè. Ờ, mày thịt đi. Tí nữa em thịt cho mày xem. Thịt người đi tao. Thì em thịt em cũng chẳng. Bắt, bắt tao rửa nước này. Thế em thịt nước. Thế em thịt gà nữa. Ui nhưng mà nhiều này ăn hết nào. À, ăn dưa góp không? Tí nữa anh chỉ được ăn ít thôi nhé. Mà đưa này em làm tất em ăn. Làm tất thì? Hôm nay anh cũng cho em ăn nhé. Mày ăn được hết không? Biết tôi mua ít của nhà mẹ. Ngu. Được, một chậu này. Dạ, đây, nhìn này, mày mua những cái quả này thì để làm gì?
Này, rốt thế. Ui, anh khôn thế, làm chưa rắc, làm chưa góp mà thái nhỏ thế. Thái thế, đây là nó nhiều, mình ngu. Còn cái loại ít ấy, thì mới thái mỏng, còn đây là nó nhiều. Người ta thái mỏng. Ngu. Làm nhiều thì phải đấy, không ăn nó nhũn ra ấy. Mình ngu, biết cái gì. Thế thì mai mới ăn được thế. Mai mới ăn được. Làm ra mà ăn được luôn đấy. Này nó đỡ bị kia, đỡ bị nhún. Ôi, mình chạy ra xem chó nó cắp gà ra không được. Kệ nó, cho nó ăn miếng. Này, cho nó ăn miếng. Sau 7, 45 tiếng rưỡi. À đâu, 4 tiếng rưỡi. Cuối cùng mình mới thái xong, chuẩn bị xong hết cái đồ kinh điển. Nhiều dưa chuột quá. Nhiều quá, thái mai xong rồi ạ. Mau đây còn ngủ được 7 giấc, tắm được 3 lần rồi. Bây giờ phải pha cái nước thấm nó đấy. Đấy, đưa cái ớt đây. Cho ớt, từ từ. Mày bóc vỏ chanh vào đây. Em thử chấm hả? Chấm. Đổ vào một thùng nít. Thì bóng đâu nhỉ? Vẫn rồi, nó có bóng vào. Có ngọt, có đường. Nhanh nhanh. Em bắt được cái cắn vào đây chứ. Đổ bóc vỏ cái vỏ chanh đi đấy. Tao đổ cái đống kia vào đây. Thấy nhá. Nhiều quá không? Vẫn trong vòng cửa. Nhiều lắm. Rau mới đủ đi. À thôi, đấy. Cho vào đấy. Ê, rau. À rau sau. Rau dưa thôi. Rau dưa. Hôm nay anh em mình quyết định cho cả làng còn sống, anh em mình ăn dưa chuột. Làm gì đến cả làng? Ui, không sóc được nó lên đấy. Anh đã đến đầu ngõ là gần hết rồi. Hết được. Ui, làm sao để sóc được nó lên cho nó ngấm gia vị, đó là vấn đề đấy này. Thế thì anh lại là một lực sĩ rồi. Ui. Nhặt bừu. Cái gì chỉ có nhặt bừu mà. Nhiều quá. Không thể kiểm soát được. Mới cái anh tôi nhạt quá. Như mọi người nhé. Ừ, em cũng ăn thử nhé. Ai, hơi cay. Cho ít tỏi vào. Không biết là... Mọi người nhé. Như cả cái đám cưới cho bằng cái số này. Xong á. Chuẩn bị xong. Bây giờ đến công đoạn cuối cùng là cho rau vào thôi. Ngọt lắm rồi. Thế thì cho vào luôn đi. Tiên là cho vào luôn, nó nát. Nó nát mình còn phải áng chừng cho rau bao nhiêu. Rau lắm. Rau mày. Cho luôn từ đầu nó chẳng ngấm rau ăn chẳng ngon. Tiên là cho vào cái này nó mới thơm. Cho vào từ đầu. Ui, cái này đi kia rất xăng luôn đấy anh nhỉ. Này á, cả làng ăn... Cả làng có sống ăn dưa chuột. Thì hết trăng luôn. Đáng nghĩa người lọ siêu cay ăn mới sướng. Siêu cay thì nó lo mấy mình đi ạ. Nơi phải cay rồi. Hôm nay anh em mình làm nộm. Nộm sa tế ớt. Nộm sa tế ớt. Nộm siêu cay. Nộm sa tế ớt là cái gì? Nộm dưa chuột sa tế ớt này. Anh nhìn sa tế vào. Cho sa tế vào ăn thì à? Đấy. Thử xem, ngon chưa? Ok chưa? Nhiều quá. Cái chua ngọt. Giờ thử thức thì đã. Mời mọi người nhá. Mời tất cả bạn nhá. Bốc đầu đấy, anh ở đây bốc đầu đấy. Ngon. Từ này ngon nhưng mà anh em không dọn hết. Ăn cùng cái rau thơm thơm vãi. Đây ngon đẹp. Quá là tuyệt vời luôn. Mọi người ạ. Đi nhớ lấy đấy đi. Lấy gì? Lên xe đi em đi.
đi không tối mất. Này, cho mọi người còn ăn tối. Để xe nhá. Mày ngồi sau đi. Không, em ngồi trước anh ngay đi. Ừ, mày ngồi sau đi. À đây, thế thì để tao hộ tống mày. Hộ tống em á? Ừ. Thế anh đi xe to nhé, em đi xe nhỏ cơ. Đây, cái nhỏ đây, cái to kia. Ừ. Ừ. Ô, Văn Kê. À. Ê, Tử, con bốc đầu ấy. Đi được không đây? Chủ, Super Mario để ơn hạnh tại chỗ chương trình này. Đi được không đây? Chiều đi được rồi, đi những nhà ai nhỉ? Đi thẳng ra đường. À. Đi gạo, ưng vung 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 như kêu như bọn giống nha. Ừ. Được chưa? Ai chả? Lấy đâu đây dễ tắt đường rồi. Lấy Âu à? Âu có Âu vào. Con cháu không ăn hết rồi. Tao chỉ thích ăn tỏi thôi. Tỏi kia chúng ta. Đây cầm sách. À, con nóng, thử nhá. Hạ đồ hà mà cắm ngược ghê. Ghê. À, áo ngược ơi. Ơi, ơi. Nè, cái thong nhờ. Đó, ngược. Ngon nhờ. Ngon không? Đây, cháu phổ cơ. Ừ. Ngon quá. Cháu phổ cháu đầy xong luôn. Bục đầy xong á? Ok. Bục cả ngon quá đi. Sâu sâu xuống đặn nước này. Múc ý. Ai làm? Dạ. It me. Cháu mới mời đại ca làm ấy. Mời đại ca làm. Mày làm nó được. Đúng rồi, em đi mua nhá. Rồi, ok. Em đi mua. Lên xe. Rồi, nổ xe. Cháu đi rồi. Lại đi tiếp. Ui, cái ông to. Ông này, ông to hơn hết rồi. Nhắn nhạt thế anh nhỉ? Không nhạt đâu, không nhạt. Ăn thử ra. Để ăn thử đi. Mà đại ca làm nhạt lắm. Được không? Được. Hơi nhạt à? Nhạt, ta hơi muối. Đi không? Cảm ơn nhá. Ok. Hay có cho bác kia không? Nhưng mà không ai nhà chó lại thả cái kia thì. Chó gửi cái coi. Cái em mua ở đây nè. Cho anh thử nhá. Vâng.
Ok. Anh có làm túi về không? Được đấy. Ôi. Bóng lại cái này. Bóng. Đi bóng. Đi bóng. Đi bóng. Đi bóng. Đi bóng. Nhiều lắm, nhiều lắm. Không phải là kia là làm kia vào đây nha. Quay ngồi băng nhớ cháy nha. Ôi. Làm bóng rồi. Ôi. Siêu cay à? Đây. Đây. Đây, mẩu ơi, thêm đi mẩu ơi. Đây, cái này cái anh nhỉ? Quàng rồi. Thêm đi, sang em. Cái này uống rượu là tuyệt vời đấy. Đây, nước này. Đây. À. Cháu nào cũng có phần mà cháu nào cũng có quà. Đây, nào. Lấy không? Có gì đuổi nước? Đuổi nước vào. Cái này một số này. Đây, cái. Cho luôn. Ai ăn chưa có cái ủng hộ anh em tao mau đi. Ai ăn chưa có ấy. Ai ăn chưa có. 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 Ai